Xin chào mọi người, hôm nay Timemore Việt Nam sẽ mở hộp sản phẩm mới nhất máy xay Timemore Chestnut X Lite, phiên bản tinh gọn của Timemore Chestnut X. Đây là phiên bản màu xanh. Mình sẽ mở hộp ra. Cái hộp này được thiết kế giống hệt như là vỏ hộp của Chestnut X, không khác một cái gì cả. Thông tin như sau đây, về mặt màu xanh này, X-Lite. X thì nó rất nổi tiếng về bộ đĩa xay mới 42cm spatula cut rồi. Và X-Lite này cũng được thiết kế từ hưởng tất cả những yếu tố đấy. Okay, xem trong hộp có gì. Trong này là hướng dẫn sử dụng này. Cái vệ sinh, túi đựng và hướng dẫn sử dụng, bảo quản, chứng nhận này. Ok, bản này là tay cầm hoàn toàn mới, nó không phải tay gấp như là Chestnut X ngày xưa nữa, mà là tay được hàn cứng ở trong nắp luôn, tất cả đều đồng một màu, màu xanh cream. Bộ đĩa xay này cũng là bộ đĩa xay 42mm nhưng mà được cải tiến rồi, tức là cải tiến dựa trên Chestnut X ngày xưa. Thông tin bên trong này, X-Lite Power 13-16 này, Espresso từ 5-7 là nhiều. Cầm trên tay cũng chắc chắn lắm. Cái này nặng khoảng 600g. Màu đẹp, tay liền mạch luôn. Thân được có vân sọc này. Cầm chắc chắn hơn là X ngày xưa rất nhiều. X chỉ chơi hơn và nó tròn hoàn toàn. Xem từ bộ điện xem như thế nào nhé. Bộ điện này được dữ dội luôn. Đây là bộ điện mới, gần giống như bộ điện spatula cut trên X nhưng mà cánh này là nhọn hơn. Chất liệu thép là tương đương này, S440, đường kính là 42. Rất là sắc nét. Cái này thì Timemore Việt Nam sẽ có một clip cụ thể hơn về việc xay cà phê, thì mọi người đón chờ sau nhé. Oh, yeah.